Chết rồi. Trời ơi, mấy đứa con tôi đâu rồi? Tôi chết rồi. Ba. Hả? Ba sao vậy? Thằng Nhu đâu? Sao ba làm gì mà ba quýnh quán quá vậy? Ba bị sao vậy? Ba vừa gây tai nạn con ơi. Ơi. Nhu ơi. Cái gì? Nhu ơi. Hả? Ba vừa gây tai nạn chết người. Dẫn ba lên phường liền. Ủa nãy giờ tao có nói là tao gây tai nạn chết người không? Thì ba đó là chết rồi. Xong ba nói ba mới gây tai nạn là tai nạn chết người chứ gì nữa. Chết là chết tao nè. Rồi mày là hở cái là mày đưa tao lên công an phường. Sao chị nói là kêu con đưa ba lên phường? Mày ra đây ngồi đàng hoàng coi. Tao lao không à. Tụi bay có hiếu quá. Tao chưa kể cái gì hết trơn rồi tụi bay bắt tao lên công an phường à. Cái chuyện này đâu đến nỗi như vậy. Hồi nãy tao qua nhà phường chơi. Đó. Thì cái đứa con của nó đó là 7 tuổi. Có cái răng lung lai. À, cái này con biết rồi nè. Xong rồi cái ba mới nói hả, là cái này đơn giản lắm, không cần phải đi nha sĩ đâu, ở nhà tự nhổ được. Ừ. Sau đó ba lập tức lấy một cọng chỉ. Ừ. Cái ba cột vô cái răng của đứa nhỏ. Cái răng lung lai. Xong rồi đầu còn lại là ba cột vô cái cánh cửa. Ừ. Cái ba mở cửa ra hai ba. Bài cái răng. Đúng chưa? Như vậy là đã giải quyết xong cái răng sượt. Tụi con hay quá vậy. Trời ơi, chiêu này của ba là áp dụng lên hai chị em con từ đó giờ mà lạ lùng gì nữa. Nhưng mà cái răng lung lai còn ở lại. Ủa? Chứ cái gì bay ra? Cái răng nguyên nó bay ra. Tại vì tao cột lộn răng đó. Đáng lý là cột cái răng lung lai mà tao cột nhầm cái răng vĩnh viễn. Nên thằng nhỏ khóc quá trời. Giờ sao rồi ba? Đó bây giờ là má nó đưa đi nha sĩ rồi. Đó, nhưng mà má nó còn gọi điện thoại về nói là ông Năm, ông phải thền cái răng con tôi đó. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Xin chào quý khán giả của chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Thông thường thì chúng ta hay có thói quen là nhổ răng cho những trường hợp mà những trẻ nhỏ trong giai đoạn răng sữa. Thì hồi nhỏ thì chúng ta cũng thường hay được ba mẹ hay ông bà xử lý những cái răng nhỏ lung lay thì rất là dễ dàng và hầu như thì nó cũng ít có xảy ra biến chứng gì là nguy hiểm. Tuy nhiên thì cũng trên thực tế cũng có những trường hợp nó ngoại lệ, đặc biệt là những đối tượng mà chúng ta không có nên tự ý để xử lý cái vấn đề nhổ răng tại nhà. Ví dụ như là ngay cả những trẻ em nhỏ mà trong giai đoạn thay răng sữa, nhưng mà những em nhỏ này có vấn đề về cái rối loạn đông cầm máu. Những em nhỏ này nếu có vấn đề mà thay răng sữa thì chúng ta nên đưa bé đến khám ở bác sĩ nha khoa gần nhất để các bác sĩ sẽ có cái hướng xử trí phù hợp, chứ chúng ta cũng không nên tự ý nhổ tại nhà. Thứ hai là những trường hợp mà chúng ta thấy là những người lớn tuổi mà hay có tình trạng là răng lung lay rồi tự rụng, thì nếu mà nhẹ nhàng vết thương nhỏ thì không sao cả, nhưng mà những người mà có nguy cơ tim mạch hoặc là có cái đái tháo đường hoặc là tăng huyết áp mà không kiểm soát tốt, hoặc là cái răng đó nó cũng gây đang đau nhất hoặc là đang viêm hoặc đang có sốt, nhiều khi chúng ta chỉ cần nhổ cái răng đó ra và cái răng đó nó gãy, nó không rời ra tốt mà nó gãy ngang, hoặc là những cái vết thương nó lỡ nó rách rộng hơn thì nó chảy máu và nó đẩy cái nguy cơ tim mạch hoặc là những cái bệnh nền có sẵn ở những người lớn tuổi đó thì rất là nguy hiểm. Một đối tượng thứ ba nữa chúng ta cũng nên cẩn thận, đó là những trường hợp mà những phụ nữ mang thai cơ thể rất là có những sự thay đổi rất là khó khăn và rất là đặc biệt. Do đó thì chúng ta có những sự cần thiết can thiệp về răng miệng, có những cái vết thương có chảy máu thì chúng ta không nên tự ý nhổ răng tại nhà mà nên phải đến bệnh viện hoặc là phòng khám nha khoa hoặc là và có nơi có chuyên khoa về răng hàm mặt để chúng ta được xử lý cho an toàn. Khi mà chúng ta nhổ răng cho những cái trẻ nhỏ mà thay răng sữa tại nhà đó, làm công tác tư tưởng, có nghĩa là mình cũng sẽ làm sao làm cho mấy em nó không quá áp lực, không quá căng thẳng. Cái thứ hai nữa thì chúng ta cũng khi mà nhổ răng thì chúng ta phải nhờ một số người có kinh nghiệm, người ta cũng sẽ chỉ cho mình cái cách, rồi cái răng thật sự nó mềm, nó lung lay nhiều rồi chúng ta mới bật ra dễ dàng. Và quan trọng sau khi nhổ thì chúng ta phải chuẩn bị những cái gòn hoặc là cái gạt sạch để hướng dẫn cho em nó cầm máu. Thường thường thì cái vấn đề răng sữa này thì nó cũng khá là đơn giản, ít khi nào xảy ra biến chứng lắm. Nhưng mà nếu giả sử như hôm đó thì mình có một cái thao tác nào đó mà làm cho vết rách ở cái nó rộng hơn mà chảy máu nhiều hơn, mà chúng ta thấy sau khoảng 10 phút mà nó không cầm máu được mà vẫn chảy nhiều hơn, em vẫn mệt, thì chúng ta phải đến cái cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ. Hy vọng những kiến thức vừa rồi sẽ giúp ích cho quý khán giả. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý khán giả vào những chương trình phát sóng tiếp theo.